Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Ây da, đây là cũng lâu lắm rồi tôi không có chơi Bad World trong Blood Man Go các bạn ơi. Anh em có bảo là anh Mèo Pèo chơi Bad World trong Blood Man Go đi. Đây, thì hôm nay tôi đã quay trở lại với Blood Man Go bạn ạ. Nhưng mà không phải là lần đầu chơi, nhưng mà lần đầu tiêu tiền trong Blood Man Go. Chính xác hơn là lần đầu tiêu tiền trong Bad World Blood Man Go bạn ạ. Đây, hiện tại tôi có dư tầm khoảng 2.000 GQ bạn ơi. Không biết là 2.000 GQ mua là cái gì không bạn ạ. Hiện tại tôi thấy có khá là nhiều thứ có vẻ mới lạ hay ho nhỉ. Các bạn là mình không có chơi Bad World nhiều á, nhưng bạn bảo là anh Mèo muốn mạnh ấy, anh Mèo là phải gì nhỉ? Phải có ngọc cơ thì mới mạnh được. Đây, ví dụ như là anh Mèo là phải full ngọc xịn này này. Đó, ngọc level cao, level xịn đấy, cái phù văn này này đấy. Phải ngọc xịn thì mới có thể là pro trong Bad World Blood & Gold được, bởi vì Bad World Blood & Gold là phụ thuộc rất là nhiều ngọc này bạn ạ. Thì ok, ở đây mình hiện tại là mình chưa có nhiều ngọc lắm, như thế anh em bảo là muốn mở ngọc thì có thể vào đây đấy, vào đây mua chìa khóa thứ này. Ui, bán chìa khóa có vẻ khá là chát bạn ạ. Ấy giờ để một ốp không chứ, 1.000 chìa khóa được tầm khoảng 500 người kia, 1.000 chìa khóa. Ơi giờ thế cũng đâu có đắt đâu nhở, giá cũng hợp lý bơ ta. Cái chìa khóa này thì anh em có thể cầy được các bạn ạ, thế bảo là có thể cầy được bạn ạ. Hoặc là anh em xem quảng cáo. Ui, một người dương mà cho nhìn hay ta, không biết là mình có nên tiêu tiền vào cái gì nữa. Ok, ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu tiền ở trong Bad World Blood Man Go bạn nhá. Cũng thật ra là mình chơi Bad World cũng khá là gà, lát nữa mình sẽ làm thử một trận Bad World nữa các bạn ạ. Ok, ok thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bè và đừng quên những cái chương ký ủng hộ Mèo Pèo bạn nhá. Rồi, ở bên kia tôi thấy nhìn cái ông làm như tôi tưởng Conan mà đã hết hồn. Lúc nãy mình nhìn qua mình cứ tưởng ôi sao có Conan này. Nhìn từ xa mình cứ tưởng Conan phiên bản là người lớn các bạn ạ. Ok, mình đầu tiên thì thấy bảo là chúng ta có thể vào nhận quà hàng ngày bên này đó. Ui, nâng cái VIP nhận quà hàng ngày. Ui, mấy cái này trông có vẻ xịn hơi hay nhở. Kèm, mấy cái này tôi không biết là làm gì bạn ạ. Ui, cưỡi rồng có thứ này. Nói chung là nhiệm vụ của mình cũng chưa có làm nhiều bạn ơi. Cái này chắc là tôi phải cày lâu dài anh em nhở. Thế anh em bảo là phải cày nhiều thì mới được. Cái kho báu này không biết là có gì đấy. Ui, nhìn trông được cái này, cái skin à. Nói chung mình đang cần, mình phải full ngọc xịn đó bạn ạ. Phải ngọc xịn á rồi mình mới cày được bạn ơi. Hiện tại là ngọc của mình khá là cùi bạn ạ, chưa cần skin lắm đâu. Anh em nào biết là đầu game ấy, kiểu như là tôi mới chơi ấy, tôi mới chơi thì nên đầu tư vào cái gì rồi, thì anh em đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Đó, không biết là đầu game kiểu như là mới chơi thì chúng ta nên đầu tư vào cái gì. Chắc là mình sẽ phải hỏi một vài anh em bạn ạ, phải hỏi một vài anh em chơi Bad World lâu năm ở trong này bạn ơi. Đó, ok, đầu tiên là mình đang cần khá là nhiều cái gì đấy. Lật thẻ này, dìu pha lên nhìn đẹp vậy. Ôi, ô, à, lật thẻ để kiếm cái đồ chắc là skin bận ạ. Nói chung là cái mấy cái này mình cũng phải ngồi tìm hiểu nhiều anh em ơi. Tôi cũng mới bắt đầu chơi Bad World thôi. Anh em nào muốn mẹ bé làm nhiều Bad World hơn nữa thì đừng quên là chia sẻ cái này các bạn nhá. Rồi, đầu tiên bằng cái phù văn đi nhở. Kiểm tra kho đồ bình đâu ta, mình cũng không biết là kiểm từ từ kiểm tra kho đồ bình chỗ nào nhỉ. À, ui, rank đồng quá. Hey, mình mới rank đồng mà bạn ạ. Ok, rồi anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng cày cuốc cái game này bạn ơi. Tưởng gì chứ bé mà quyết tâm cày cũng easy thôi. Mình nói vậy thôi chứ không nên gáy sớm bạn ạ. Nhận rune này, à đây. Cái mảnh này làm gì nhỉ? Cái mảnh này anh em mà biết điểm gì không? Thôi mình cứ thử mua đây nhỉ. Ui, không, cái này như nào mà. Chắc là tôi sẽ làm thử cái gói bi. Cái gói gì nhở, cái gói 2.000 chìa khóa này trước bạn ạ. Đây, tôi đầu tư thử một phát, tôi mua hẳn 2.000 cái chìa khóa này. Tôi rút thăm thử xem được ngọc nó ngon ngon không bạn ơi. Rồi, thử nha bạn nha. Thử phát bạn ơi. Rồi, nhập rune này. Đây, hiện tại tôi có 2.000 chìa khóa bạn ạ. Ờ, để coi thử xem đi kiếm ngọc bạn ơi. Ui, phòng thủ, à. Cái này không biết là cao nhất là cái phù văn này, không biết là cao nhất là bao nhiêu nữa. Tôi không biết là cái cao nhất cái phù văn này là bao nhiêu bạn ạ. Đấy, đặc quyền tăng sinh lực trong 2 tiếng bạn ơi. Nghe vẻ hay bạn ơi. Ui, đây là mọi cái này cấp bột rồi bạn ơi. Phù văn này. Thế bảo là phải lên level bưng cơ. Từ đã thế bảo là cũng chẳng phải mở. À, mở khóa bạn ơi. À, mình có thể mở khóa trước này. À, mình hiểu rồi. Ô, ồ, chính ra mình cần mở khóa mấy cái này bạn ạ, đúng rồi. Thay vì lên level mất khá nhiều thời gian, mình sẽ mở khóa hết mấy cái này bạn ạ. Đúng rồi, đó. Tôi phải mở khóa cái này ra này. Anh em thấy không? Tôi chưa mở khóa hết bạn ạ. Ui, cần lên level 7 cũng hơi lâu. Cứ trang bị nhanh đi. À, đây có cái này là cái
tốc độ đốt à, ok ok, tốc độ đốt bạn kiểu thiếu đốt bạn ơi, tỷ lệ tấn công quan trọng như kiểu chiếm mạng, bảo kiểu chiếm mạng bạn ạ. Tốc độ đốt ai già có vẻ hai miếng nhỏ, chơi nhìn có vẻ quấn bạn ơi, được đấy. Ngọc các thứ tôi lại liên tưởng hồi xưa tôi chơi Liên Minh ấy, bản ngày xưa mình phải ngồi canh bản ngọc các thứ các bạn ạ, bảng ngọc với Liên Minh liên quân bạn ơi, đúng rồi, lắp bảng ngọc bạn ơi, chuẩn đấy, bảng ngọc khá quan trọng bạn ạ. Ui à, cái này khi mà đầu game sẽ cho chúng ta vàng với cả sắt à. Ui anh em thông cảm mà tôi mới chơi, bạn nào biết rồi thì thông cảm nhá. Cơ hội nhận được 64 khối blend sau khi tiêu diệt ấy ra ngon đấy nhở. Ui ui có cả cái này bạn ạ, ui được đấy nhở. Ôi chà, ok ok, bây giờ mình mở full này. Bây giờ đi kiếm, ui nhiều đá phải bận ở thỏi xâm cung này, mình không chơi cung lắm. Mình ít chơi cung bận đẩy lùi ngon này. Ok, mình cứ mở tầm khoảng sơ sơ đấy bạn nhá, xem cái nào ngon. Ok, biển quái đây. Cái bảnh này biển gì nhỉ? Mình chưa rõ cái bảnh này, cái mảnh đấy biết được gì ta. Bạn là biết công dụng của cái mảnh vừa đấy mình mở ra là gì không? Đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Hai cái bảnh này. Đó. Tôi chưa rõ cái mảnh đấy lắm bạn ạ. Ờ, cái ba lô làm sao để xem ba lô của mình nhỉ? Ôi, để tôi có bơi kiểm tra nào. Ở đây nhiều cái mới quá. Bờ nhìn có vẻ quấn đấy. Mấy cái game mà như này tôi phải quấn đấy. Có bảng ngọc các thứ tôi khá thích bạn ạ. Ở đây. Không, cái này cái kho đồ của mình mà. Thôi, muốn E à? B, Y à? Nói chung là chưa rõ lắm bạn ạ. Mấy cái này mình chưa rõ lắm. À đây. À không. Bởi cái này chắc là skin này. Chứ từ đó mình phải mạnh đã. Nói chung là tôi chơi game nào cũng thế, mạnh rồi đã, mình phải mạnh đã, xong mình bắt đầu đầu tư skin sau bạn ạ. Mạnh cái đã. À cái này vẫn level bình thường, thôi kệ đi. Rồi, hiện tại mình có để lùi ngon này. Sao bảo kích ngon này, sát thương của tên này. Mình không có bắn cung lắm mà tấn công kiếm đốt cháy này. Ờ, mình sẽ bỏ mấy cung ra nhé. Mình không có xài cung bạn ạ. Mình không có chơi cung nhiều bạn ơi. Ơ sao không tháo được. Ủa thông dụng đốt này, tỷ lệ tấn công bạo kích ngon này. Ơ sao không tháo nhỉ? Tháo ra nhanh ở đây, tháo lại đi. Ờ, đẩy lùi mình phải ngon này, bạo kích ngon này, bạo kích ngon là chí mạng bạn ạ. Tấn công có xác suất 2-3 bởi một đốt cháy mục tiêu. Ờ được này, cái ngon này. Sát thương kiếm. Ờ cái sát thương kiếm là chắc là chơi được ấy. Khoảng bạo kích này. Ờ tấn công kiếm. Ờ ok bây giờ thì mình lấy cái bạo kích. Ờ, sao mình lấy mình bấm tháo ra không được ấy. Ảo ấy nào. Ok mà nó sinh lực tối đa. Hồi máu này. Giảm sát thương đúng ngon này. Ây là sinh lực tối đa. Nói chung là đá thủ mình chưa có nhiều này. Nó phải quay tiếp bạn ạ. Khi bắt đầu trò chơi nhận bột vàng. À hồi sinh nhận ba len nó không ngon lắm nhở. Khi bắt đầu trò chơi được sắt. Ơi là hồi sinh được thêm sắt. Trời. Nói chung với cái này mình cũng chưa có nhiều. Mình cứ cho vào đi bạn ơi. Cái này tôi chưa có nhiều bạn ạ. Không. Cái sắt ở đây cũng ngon này. Nhận khối len. Khi làm lại cái này bỏ len đi nhở. À mình có thể đổi này. Hồi sinh nhận được hai len. Nhận thỏi sắt khi làm lại. Thôi chắc mình lấy full sắt nhỉ. Nhận khối len khi làm lại. Ờ thôi mình lấy sắt đi. Có cái gì nhỉ? Có cái vàng thì ngon này. Tiêu diệt xác suất. À cái này là tiêu diệt xác suất 5,5% hồi phục. Ui cái này ngon đấy. Cái ngon đấy. 64 len cũng có vẻ ngon này. May mắn à. À hồi phục sinh lực này. Ờ cái chính ra cái hồi phục sinh lực mình thấy ngon này. Mình nghĩ thời gian chờ hồi sinh giảm cũng không cần thiết lắm nữa. Thế cũng được đấy nhưng mà chắc là thôi bận ạ. Ơi mà giảm mấy cái phải xài nhiều cơ bận ơi. Cái này không biết là nó có nâng cấp nhỉ? Thừa cái này có nâng cấp không ta? Bán à. Cái nào không xài thì mình có thể đem bán bạn ạ. Bán lấy chìa khóa này. À tôi hiểu các bạn ơi. Ờ cái nào không xài mình có thể đem bán. Ok ok. Nhận run thêm bạn ơi. Mảnh mình vẫn chưa biết cái mảnh này công dụng là gì các anh em ạ. Ôm được cái mảnh thì mình nhìn ngon kìa. Mở mảnh này bằng gì ta. May mắn này. Phục hồi nhanh này. Ai chả. Ở đây mình còn thiếu 6 phát nữa. Thôi bấm từ từ rồi. Hết chìa khóa bạn ạ. Tiêu tạm thời thế đã bạn ơi. Ui mở có phải mở một cái để ngon hơn nhỉ.
Ok, bạn đã biết được cái mảnh kia để làm gì, đừng quên để lại bên phía dưới nhé. Nói chung phù văn mình cũng chưa mạnh lắm đâu bạn ạ. Sát thương đúng cung, bỏ qua. Hút sinh lực ngon này. Sát thương bạo kích. Bạo kích có vẻ ngon bạn ơi. Mình lấy cái bạo kích đi nhở. Chắc còn tôi lấy bạo kích anh em nhở. Bỏ tạm cái đẩy lùi đi. Cái sát thương kiếm bằng cậu không phải 15 không đang thua lắm bạn ạ. Nó cũng không có nhiều lắm bạn ơi. Mình thấy là một cái thêu đốt này ngon hơn này. Đó, một cái thêu đốt cái bạo kích ngon hơn này. Đẩy lùi khoảng cách 0.12. Tốc độ đốt này ngon này, tấn công của cái đốt trái bên có vẻ ngon này bạn ơi. Chắc mình thử cái trạng thời này đã. Đá thủ mỗi 180 giây sinh lực tối đa tăng 0.1, tức là tổng khoảng là 3 phút bạn ạ. 3 phút hồi sinh lực này. Trong 15 phút đầu sinh lực tối đa ok cũng ngon này. Hồi máu máu tối đa tăng 0.3. Ai dạ. Ba cứ 3 phút tăng 0.1 đấy thì ngon hơn chứ đúng không nhỉ? Cái này tăng đầu game, cái này tăng về late game. Trong 15 phút đầu sinh lực tối đa cộng 0.4, cái này 0.3 rồi. 0.4 thêm một chút. Chắc là mình cũng không chơi đến tầm 15 phút đâu bạn nhỉ. Mình làm cái này đi. Hồi sinh nhận 3 len không ngon lắm. Khi bắt đầu nhận lông cừm không ngon lắm. Bỏ qua cái hồi sinh đi. Tiêu diệt để 20 thỏi sắt chết bấm làm gì ấy. Em lấy cái hồi sinh được chứ. Cho ok. Tạm thời thế bạn ạ. Bạn nào biết là chúng ta nên đầu tư những cái gì đầu game thì đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Nói chung mình cũng mới chơi chứ biết là nên đầu tư những cái gì đầu game bạn ạ. Với cả là cái mảnh mà mình thấy cũng nhìn có nhiều mảnh mà ta. Cái mảnh này không biết làm gì anh em nhỉ. Cái mảnh mình vừa mở là khá nhiều. Mình không biết cái mảnh đâu ta. Cái mảnh đấy nó đâu ấy. Cái mảnh đấy mình là sao để xem lên cái kho đồ mình nhỉ? Kho đồ mình xem chỗ nào ta? Đây là cái lửa là cái gì đây? Lửa này chung là cái khiêu chiến thế bạn ạ. Cái mảnh này không biết để làm gì anh em ạ. Nâng cấp VIP cần gì đấy? Mở khóa phần thưởng VIP trị giá 9.000 ôi à. Lên cấp 50 này có vẻ ngon đấy nhở? Cái này còn mấy ngày? Còn 10 ngày thôi, mình sợ không kịp bạn ơi. Không kịp, mình nghĩ 10 ngày chắc không kịp đâu. Chắc là để mùa sau nữa, mùa này mình sợ không kịp á, bây giờ nâng cũng phí bạn ạ. Chắc để mùa sau đây. Ok bạn ơi, rồi bây giờ chắc là tôi làm thử một game nữa, làm thử một game Bad War bạn ạ. Ai chả, lần đầu trong Bad War không biết là người mới chơi gặp người mới chơi nữa. Sợ gặp mấy Pro, VIP Pro bạn ạ. Hút thử miễn phí. Ôi, vẫn gỗ sồm, bọc giường con này, ngoan. Có cái bọc giường luôn bạn ạ, ê hê. Vào cái cho đồ bọc cái bọc giường luôn bạn ơi. Được của nó luôn. Ui, thật mấy ông mà nhìn trong skin VIP Pro ấy nhở. Ai chả chả. Ấy à, tôi mới chơi thôi nha, đừng có hành tôi nha. Em bé có 25 máu. Ủa sao bạn này? Ủa sao mình có 25 máu nữa? Ủa sao mình nhiều máu vậy ta? Mình nhớ ngọc của mình cùi lắm, đâu có nhiều máu ở đâu. Ok bạn ơi, rồi bọc giường rồi đó. Em mình còn gỗ sồi này, bọc giường luôn này. Ok liền, uy tín liền. Em biết uy tín liền bạn ơi. Anh em cứ ở đây đi, tôi bọc giường cho. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ bận ạ. Ok, tạm thời với này đã. Bọc kinh vậy? Bọc thì bọc như cái bộ với mẹ anh. Ghê vậy? Bận bọc thì mẹ bọc cứ bọc nhá. Mình mua cái gì ta? À, cái này nâng cấp à? Bên này nâng cấp bạn ơi, bên này là cửa hàng. Tôi cũng lâu lắm rồi không chơi Bad War với cả. Tôi cũng không quen chơi Bad War lắm. Bây giờ mới chơi lại anh em thông cảm nhá. Mua giáp này, mua hai cái giáp vàng này. Ok nha bạn ơi. Rồi, đi thử nhá. Đi chiến thử xem như nào bạn ơi. Ôi, đập bốc nhanh vậy. Ôi, làm sao để đập bốc nhanh như vậy nhỉ? Đúng là pro bạn ạ, kinh quá. Này, đùa chúng tôi à? Làm sao đốt trái? Kinh quá nhờ. Ôi, đi bạn bọc giường kiểu này à? Thôi. Rồi sao anh em thông cảm lâu không chơi. Cái bộ pha quay chuột hơi ngạo. Ôi, mình hồi sinh mình được tầm 40 vàng với cả 20 vàng với cả 40 sắt này. Ôi, nhiều tiền vậy. Ôi, sao mình nhiều tiền vậy ta. Ê, nhiều tiền biết là sao tôi giàu ấy nhở. Mình giàu không hiểu vì sao mình giàu luôn bạn ạ. Ok luôn này. Ơi, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại giàu như thế bạn ơi. Sao lại thế nhở. Chứ giờ không đủ tiền block à, thôi kệ đi.
đi chơi tí nào bạn ơi. Uầy, mình có một đống đồ bạn ạ. Ê, ô thêm vàng trên này à? Một thanh niên thêm vàng trên này bạn ơi. Uầy, à, chết rồi. Ủa, à, hình à, ủa cái gì ấy? Tôi thấy gì ảo ấy chứ bạn ạ. Ôi, hoa mắt tím bạn ơi. À, tiếng xanh qua đây nè, qua đây. Có rỏi thì qua đây. À, bà. À, làm gì? Này, thì bì. Khá quá nhở. Nhờn. Anh kinh người thôi kệ bạn á, thôi mình ra giao lưu thì thôi. Tôi qua giao lưu vậy thôi bạn ạ. Ấy à. Ờ nhà từ từ đã, hiện tại team vàng đi này có team đỏ không? Ấy à. Bên team đỏ có vẻ đông vui mừng quá nhờ. Hôm qua mình chơi bên tí này bạn ơi. Hello bạn. Ấy. Ôi da, ôi nhờ mình quên mất là game này cũng có cầu lửa bạn ạ. Ôi tôi quên mất. Oh my god, tôi quên mất. Là game này cũng có cầu lửa nha. Rồi xong rồi bé chủ qua bạn ơi. Ok bạn này ở nhà tí đây. Chắc là mới hồi sinh bạn ạ, mình nghĩ vậy. Hello, chào bạn. Ờ, ông kia chắc mới hồi sinh bạn ơi. À, làm quả táo nào, thử ăn quả táo nào. Đây nâng cấp nhỉ, mình cứ bị nhầm bạn ạ. Tôi hay bị nhầm bên nâng cấp bạn ơi. Ờ, thử bên quả táo, mua thử táo nhỉ. Ăn. Ơ, sao mình không ăn được táo bạn ơi. Ủa, tôi bấm chuột phải này. Bấm chuột phải này, táo không ăn được bạn ạ. Ủa là sao nhỉ? Ủa, chuột trái không được, chuột phải không được là sao ta? Ở trên PC không ăn được táo bạn ơi, là như nào nhỉ? Cái này mình chụp lại ảnh, mình hỏi các chị Ambi thế nào. Ảo, thật ra mình cũng không rõ lắm bạn ạ. Tôi mới chơi, bạn nào biết thì đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Ok, này, xem nào. Ủa, có kiếm vàng này, thôi mua kiếm sắt đi nhỉ. Thế rủi phép đấy, được đấy. Trời ơi, có điểm, tôi vừa bị hắt xì. Sao như có điểm bị sắp mất giường nhỉ? Ê, vừa hắt xì nhưng có điểm bị sắp mất giường bạn ơi. À, thật đấy. Có điểm chẳng lại bạn ạ. Ôi mà từ từ, tim bình nãy giờ còn chưa lấy kim cương bạn ơi. Nãy giờ tim bình còn chưa lấy kim cương này. Ố. Ờ, giường tim xanh bay rồi. Ừ, giường tim xanh bay rồi. Bay giường tim xanh. Ấy là ô máu kia, ô máu đốt chết luôn. Ừ, bị đốt chết luôn. Ấy, sức mạnh của Thrott bạn ạ. Nên mình có lắp ngọc Thrott bạn ơi. Ngon liền, ngon liền. Sức mạnh của ngọc Thrott đó. Ơ mà sao mình không ăn được táo nữa. Giao lưu thăm hiệp. Ôi da, bắn phép bổn rồi không chết cả đồng đội luôn. Chết cả hai bạn ạ. Ảo thật đấy. Ok bạn nha. Chơi vui phết nhỉ. Bết vua bắt mình câu chơi được chứ. Lâu không chậm trải nghiệm vui phết bạn ạ. Được đấy, được đấy. Quấn phép bật lửa. Tim xanh còn người sống kìa. Ảo vậy, vẫn sống cơ à. Bỗng một xếp quả đường lên của thế. Lên trên đường này à. Ôi chà. À đây có đường thay bên kim cương kìa. Cứ tưởng tim mình không lấy kim cương. Ai có nâng cấp bạn này. Ờ có nâng kim cương bạn ơi. Có nâng rồi. Hello. Ui kiếm kim cương luôn kìa. Xịn quá nhở. Bạn này biết chơi đấy, bạn này chắc là pro ấy. Ông này chắc trên lầu này. Tôi mới chơi, trông nhìn nút vãi trưởng bạn lại nhìn gà vãi trưởng luôn. Đấy rồi mày. Qua góp vui nào. Ô, hay. Giường tim đỏ đi rồi bạn ơi. Tấn công. Nè, bình thi. Ừ, làm sao, áo cả. À, áo cả, ơi à. Ơ, tim mình, ơ, tim mình, ơ, tim mình mà. Ủa, what the hell, ơ, thắng rồi này. Hay phết nhầm, được cái của bạn kia gánh ghê phết bạn ạ. Ô nhưng mà công nhận là lắp ngọc vào mình chơi nó cũng đỡ hơn một chút bạn ạ. Ờ hay phết chứ. Lắp ngọc vào thì mình thấy là có thiêu đốt để có giảm sát thương bạn ạ. Nói chung là chơi cũng khá là hay, được đấy. Anh em là biết mẹ béo nên lắp những ngọc nào thì đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Chơi cũng khá là quấn bạn ạ. Ok chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.